Hiện nay, yêu cầu đầu tiên khi đi làm việc nhóm, làm việc tập thể, khi xin việc đó là kỹ năng teamwork. Nó là kỹ năng không thể thiếu trong công việc, nhưng chắc hẳn nhiều người còn thắc mắc, chưa hiểu rõ teamwork là gì, những đặc điểm và thông tin liên quan đến teamwork ra sao. Để giúp bạn nắm rõ tất tần tật những thông tin của những câu hỏi trên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bây giờ nha. Teamwork là làm việc nhóm, tức là có ít nhất 2 người trong một nhóm làm việc cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao, sẽ thống nhất một người trưởng nhóm thực hiện quản lý, phân chia, giám sát công việc của các thành viên còn lại để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Bằng cách phân chia công việc, mỗi cá nhân sẽ được phân công đúng chuyên môn hoặc thế mạnh theo năng lực của từng thành viên trong nhóm. Đây là một trong những kỹ năng đặc biệt quan trọng mà mọi nhà tuyển dụng đều muốn ứng viên sở hữu ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề. Teamwork mang lại nhiều lợi ích cho cả nhóm và người sở hữu kỹ năng này. Cụ thể, thứ nhất, nâng cao kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc. Làm việc theo nhóm, từng thành viên, đặc biệt là nhóm trưởng, cần biết cách tổ chức, phân công công việc cũng như sắp xếp thực hiện phù hợp để nhiệm vụ được giao hoàn thành đúng kế hoạch, tránh tình trạng chồng chéo các đầu việc lên nhau trong khi người làm mãi không xong, người không có việc để làm. Thứ hai, có ý thức trách nhiệm với công việc. Có những người họ lười biếng, thiếu cầu tiến và sẵn sàng đối mặt với hậu quả nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, môi trường teamwork lại không như vậy. Từng thành viên phải tự có trách nhiệm với công việc được giao trước tập thể, như thế mới không làm ảnh hưởng đến người khác và tiến độ thực hiện của cả nhóm. Thứ ba, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Không ai là hoàn hảo và bạn chưa chắc gì đã hiểu sâu sắc, tường tận lĩnh vực mình đang đảm nhận. Vì vậy, người cầu thị là người luôn muốn lắng nghe ý kiến đóng góp của những người có chuyên môn, từ đó tiếp nhận lượng kiến thức thực tế hữu ích, bổ sung và hoàn thiện vốn hiểu biết của mình, phục vụ tốt cho công việc được giao. Việc lịch sự và nghiêm túc lắng nghe người khác nói cũng là biểu hiện cho sự tôn trọng họ. Thứ tư, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân. Nếu không muốn bị chìm trong một tập thể quá xuất sắc, bạn phải khiến mình trở nên nổi bật bằng năng lực, kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ giỏi. Như thế, làm việc nhóm giúp khuyến khích phát triển cá nhân, tạo động lực cho từng thành viên thể hiện mình bằng cách trao cơ hội để họ được phát huy đúng chuyên môn hoặc khám phá thế mạnh của bản thân. Thứ năm, tạo sự gắn kết với tập thể. Teamwork giúp mọi người trong nhóm nói riêng, tổ chức nói chung, hình thành và gìn giữ sự liên kết cùng nhau giữa nhân viên và cấp lãnh đạo, các bộ phận với nhau, hợp tác cùng nhau vì sự phát triển chung của tập thể. Sau khi giúp bạn tìm hiểu về định nghĩa teamwork là gì và tầm quan trọng của nó ra sao, chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề mà chúng ta hay gặp phải khi làm việc nhóm. Phải xử lý những vấn đề này thì làm việc nhóm mới hiệu quả được. Thứ nhất, ngại đưa ra ý kiến, mất tập trung khi họp. Đây là vấn đề thường xuyên gặp phải nhất khi đi họp team. Thường thì sẽ chỉ có một người đưa ra ý kiến và thường sẽ là leader, còn member thì sẽ ngồi dưới và ngại đưa ra ý kiến của riêng mình hay không tập trung khi họp, nói chuyện riêng, nghịch điện thoại. Thứ hai, không mặt đối mặt. Thời đại công nghệ hóa, con người đã ngồi thì khó nhổ rễ, nên sẽ chọn cách là báo cáo qua Skype, Chatwork, chứ ít khi có các cuộc họp face to face để tránh tiêu tốn thời gian và sức lực. Thứ ba, xung đột ý kiến. Việc 9 người 10 ý khi làm việc nhóm là điều diễn ra như cơm bữa. Khi một tập thể có quá nhiều người thì sẽ có những luồng ý kiến trái chiều và xung đột cũng dễ nảy sinh ra từ đó. Leader của nhóm phải biết trung hòa ý kiến mọi người và tìm ra hướng đi mà tất cả đều thống nhất. Thứ tư, phân chia lượng công việc không phù hợp. Có những người sẽ phải ôm đồm nhiều việc, có người làm không đúng năng lực, có người thiếu nhiệt tình, có người mơ hồ về nhiệm vụ của mình. Việc phân chia lượng công việc không đều, không đúng người, không rành mạch, không kiểm tra cũng chính là một nguyên nhân teamwork không hiệu quả, ảnh hưởng đến tiến độ chung, gây ức chế cho các thành viên. Thứ năm, chưa thấu hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Việc thấu hiểu vai trò của mình trong việc tương tác với đồng nghiệp khác rất quan trọng. Để tạo được sự tín nhiệm đối với các thành viên còn lại trong nhóm thì chúng ta phải thể hiện cũng như nhận thức một cách chủ động về vai trò của mình trong tập thể. Điều này có lợi khi người đứng đầu nhóm phân công công việc cho các thành viên. Nếu biết rõ về bạn, họ sẽ có quyết định chính xác hơn, dẫn đến kết quả mỹ mãn hơn. Thứ sáu, năng lực lãnh đạo của người trưởng nhóm. Người trưởng nhóm không nhất thiết là người làm nhiều nhất, thông minh nhất mà phải là người có trách nhiệm và biết tổ chức công việc. Trưởng nhóm cần kết nối các thành viên, thống nhất mọi người cách làm việc chung, kiểm tra các đầu việc. 6 kỹ năng để phát triển tinh thần teamwork tốt hơn.
Thứ nhất, kỹ năng lắng nghe, nâng bước thành công. Lắng nghe là một trong những cử chỉ ân cần, thể hiện sự chân thành của một người. Đôi khi, một người lắng nghe không phải để hiểu, họ nghe để trả lời. Sức mạnh của lắng nghe là chìa khóa quyết định đến 90% sự thành công của mọi cuộc giao tiếp. Thứ hai, xây dựng tinh thần trách nhiệm trong công việc. Bất kể môi trường làm việc như thế nào, sự đoàn kết để xây dựng mục tiêu chung là rất cần thiết. Trong đó, tinh thần trách nhiệm bắt đầu từ người trưởng nhóm, sau đó đề ra các tiêu chuẩn để những cá nhân còn lại cam kết thực hiện. Thứ ba, kỹ năng tổ chức công việc. Teamwork đòi hỏi các thành viên, đặc biệt là người nhóm trưởng phải có kỹ năng tổ chức, sắp xếp, phân chia công việc hợp lý. Thực hiện tốt kỹ năng này sẽ là đòn bẩy giúp công việc vận hành tốt, nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, thành viên trong nhóm sẽ chủ động giải quyết mọi vấn đề phát sinh, khó khăn để không làm gián đoạn tiến trình công việc. Thứ tư, xây dựng văn hóa gắn kết trong môi trường làm việc. Một tổ chức nào đó muốn lớn mạnh sẽ rất cần sự gắn kết một cách đồng đều từ mọi người. Thành viên chính là những mảnh ghép tạo nên khối thành công lớn. Thứ năm, khuyến khích tinh thần phát triển cá nhân. Tập thể phát triển và thành công là sự góp nhặt của từng cá nhân đơn lẻ trong một nhóm. Teamwork không có nghĩa là cá nhân sẽ đánh mất bản ngã, khả năng nổi bật của bản thân hoàn toàn, mà là tiết chế để hòa hợp vào cùng một nhóm người thực hiện tốt công việc. Thứ sáu, hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau. Trong teamwork, tư duy của sự chia sẻ, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau sẽ là bàn đạp để tập thể vươn xa hơn. Sự giúp đỡ thể hiện bạn là một người tinh tế, biết nhìn về đại cuộc và bạn không ích kỷ, sống vừa có lý trí, vừa có cả trái tim. Teamwork là nâng nhau và thúc đẩy nhau cùng phát triển. Đó là sự thay phiên nhau làm bậc thang để người kia tiến lên và rồi cả hai cùng đến đỉnh, chứ không phải đánh đổ cạnh tranh nhau từng bậc thang lè tè sẵn có để rồi không ai chạm được đến thành công. Đó chính là lý do hiện nay các công ty và tập đoàn đa quốc gia luôn ưu tiên kỹ năng teamwork lên hàng đầu. Kỹ năng này rất cần thiết để bạn thể hiện năng lực của mình cũng như chiếm lợi thế không chỉ trong phỏng vấn ứng tuyển mà còn dễ dàng thăng tiến trong tương lai. Chúng mình hy vọng đã đem lại nhiều thông tin hữu ích cho các bạn trong chặng đường rèn luyện bản thân để chinh phục mọi thử thách. Chúc các bạn thành công!